dân họ biết cả đấy đó là câu nói của một anh lái xe taxi công nghệ chia sẻ trên đường chở tôi về nhà sau khi chứng kiến những hình ảnh rất xúc động về dòng người xếp hàng dài đến tận nửa đêm kiên nhẫn chờ đợi được vào kính viếng tổng bí thư nguyễn phú trọng đặc biệt khi linh sa đi từ nhà tang lễ về nghĩa trang mai dịch dù nắng nóng nhưng rất đông người dân có cả những cụ già và em nhỏ những người tàn tật nhiều người đi từ các tỉnh xa đã đến sớm hòa vào dòng người đứng lặng yên hai bên đường nhiều người mang di ảnh hoa để bày tỏ lòng thành kính tri ân công lao đóng góp to lớn suốt đời phấn đấu hy sinh vì nước vì dân của tổng bí thư ngưỡng mộ trí tuệ tấm gương đạo đức phong cách giản dị lối sống thanh bạch của tổng bí thư và gia đình những giọt nước mắt những cái chắp tay và giây phút mặc niệm hết sức thành kính của hàng triệu trái tim tiễn đưa tổng bí thư về với đất mẹ có lẽ khó có mệnh lệnh hành chính nào có thể chỉ đạo được sự thành kính của người dân ngoài mệnh lệnh của trái tim thôi thúc họ đến bày tỏ tình cảm đối với những người mà họ cảm nhận được linh cảm được thấu hiểu được về tâm nguyện và những cống hiến đặc biệt lớn lao cho tổ quốc dân tộc và nhân dân trong đó có tổng bí thư nguyễn phú trọng của chúng ta tấm gương về trí tuệ đạo đức cách mạng sáng ngời mẫu mực của những người tận hiến vì nước, vì dân, có sức lay động, lan tỏa mạnh mẽ, đã tạo ra mệnh lệnh tự nhiên đánh thức lương tri và thôi thúc người dân có thể đợi nhiều giờ trong đêm khuya, giữa nắng nóng hay mưa gió, chỉ để bày tỏ tấm lòng của mình đối với một người đã mãi mãi thuộc về tổ quốc và nhân dân. Anh lái xe còn nói thêm nhiều câu nữa, chẳng hạn như: "Dân họ tinh lắm, Lòng dân họ không bao giờ nhầm đâu anh nhỉ? Họ biết cả đấy anh ơi. Những câu nói của anh chàng lái xe dù tuổi đời còn rất trẻ cứ văng vẳng bên tai tôi, khiến tôi lặng đi, rơi vào dòng suy tư của chính mình. Đúng là dân họ tinh lắm, họ biết cả đấy. Họ biết những người thương dân, gần dân suốt đời hy sinh phấn đấu vì hạnh phúc của nhân dân. Và họ cũng biết cả đấy, dù có giấu giếm che đậy bằng cách nào. Những người dù nói thì rất hay, nhưng trên thực tế chỉ chăm chăm lo vun vén lợi ích cho bản thân, gia đình, hồng, vinh thân, phỉ gia. Đúng như sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, nhân dân ta có hàng chục triệu người, có hàng chục triệu tai mắt, tay chân. Nếu biết dựa vào nhân dân thì việc gì cũng xong. Người còn nhắc nhở đội ngũ cán bộ, đảng viên rất thấm thía rằng, trước mặt quần chúng không phải ta cứ viết lên chán chữ Cộng sản mà ta được họ yêu mến. Quân chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Sự ra đi của Tổng Bí Thư dường như đánh thức lương tâm cho mỗi người, gợi cho chúng ta những phút giây tự suy ngẫm về đạo đức, bổn phận của mình đối với những người xung quanh, đối với tập thể, với tổ quốc và dân tộc. Để học tập và noi theo tấm gương về tài năng, trí tuệ, đạo đức và phong cách mẫu mực của ông tổng bí thư đã yên nghỉ mãi mãi nhưng tên tuổi của ông sẽ lưu danh vào sử sách của dân tộc là niềm tự hào của toàn đảng toàn dân và toàn quân ta di sản và tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực của ông sẽ mãi tỏa sáng như đại thi hào nguyễn du từng viết thác là thể phách còn là tinh anh đặc biệt đối với những cán bộ đảng viên đang nắm giữ những trọng trách cương vị trong hệ thống chính trị tin chắc rằng những hình ảnh về dòng người tiễn biệt tổng bí thư đầy xúc động sẽ góp phần đánh thức lương tri và trách nhiệm để tự soi tự răn tự sửa khao khát hoàn thiện bản thân hơn để không phải hổ thẹn với người đã khuất mà với chính lương tâm của mình như lời tổng bí thư vẫn thường căn dặn đối với con người thì danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất Sự ra đi của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã để lại một khoảng trống lãnh đạo khó lấp đầy. Không chỉ vì di sản chính trị mà ông để lại, mà còn vì sự nhạy bén ngoại giao của ông. Lãnh đạo Việt Nam trong thời kỳ xung đột và căng thẳng địa chính trị gia tăng, ông đã khéo léo thực hiện việc xử lý đúng đắn, hiệu quả quan hệ với các nước lớn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhậm chức vào năm 2011, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng quyết đoán ở Biển Đông, trong chuyến thăm đầu tiên của ông Tây Trung Quốc năm đó, hai nước đã ký thỏa thuận với những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển, bao gồm cả tranh chấp về Hoàng Sa và Trường Sa. Động thái này thể hiện phương châm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Việt Nam trong việc tách biệt vấn đề Biển Đông khỏi các lĩnh vực hợp tác khác với Trung Quốc, nhằm ngăn chặn xung đột trên biển, đồng thời xây dựng quan hệ song phương ổn định. Tuy nhiên, cách tiếp cận này đã bị thách thức một cách nghiêm trọng khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào tháng 5 năm 2014, dẫn đến một cuộc khủng hoảng kéo dài 2 tháng. Sự kiện này không chỉ kích động các cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Việt Nam, mà còn đe dọa làm dạn nứt quan hệ song phương. Một số ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thậm chí đã kêu gọi Việt Nam từ bỏ chính sách 3 nay là 40 để tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước phương Tây nhằm tăng dân đe Trung Quốc trên biển. Tuy nhiên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ưu tiên khôi phục quan hệ ổn định với Trung Quốc và tuân thủ thỏa thuận năm 2011. Chính vì vậy, sau cuộc khủng hoảng, ông đã cử đặc phái viên Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị tới Trung Quốc vào tháng 8 năm 2014. Kể từ đó, mối quan hệ cá nhân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nỗ lực thúc đẩy quan hệ giữa hai đảng của ông đã góp phần duy trì ổn định cho quan hệ song phương ngay cả khi căng thẳng trên biển vẫn tiếp diễn. Việc ông Tập Cận Bình đích thân tới đại sứ quán Việt Nam ở Bắc Kinh để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là minh chứng cho điều này. Do ở cương vị tổng bí thư và có cách tiếp cận được xem là nhượng bộ đối với Trung Quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đôi khi bị cho là thuộc phe thân Trung Quốc trong giới tinh hoa chính trị Việt Nam. Tuy nhiên, quan điểm này là không chính xác khi xét đến những đóng góp của ông cho quan hệ Việt-Mỹ. Trong thời kỳ lãnh đạo của ông, Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác toàn diện với Mỹ vào năm 2013. Đáng chú ý, năm 2015, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến thăm lịch sử tới Washington, trở thành Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên thăm Nhà Trắng. Trong dịp đó, ông và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đưa ra tuyên bố tầm nhìn chung, bày tỏ quan ngại về những diễn biến gần đây ở Biển Đông đã làm gia tăng căng thẳng, xói mòn lòng tin và đe dọa làm suy yếu hòa bình, an ninh và ổn định. Như nhận định của học giả Alexander Vuving, khủng hoảng gian khoan 2014 đã đóng vai trò như một chất xúc tác để tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp cận Mỹ. Năm 2023, trong một động thái gây bất ngờ đối với nhiều nhà quan sát, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mời tổng thống Mỹ Joe Biden sang Việt Nam. Chuyến thăm này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi hai nước nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất, đối tác chiến lược toàn diện. Trong thông điệp chia buồn, Tổng thống Biden đã ca ngợi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người tiên phong trong việc xây dựng mối quan hệ sâu sắc giữa nhân dân Việt Nam và Hoa Kỳ, đồng thời ghi nhận vai trò lãnh đạo của ông trong việc vun đắp tình hữu nghị và quan hệ đối tác hiện nay giữa hai quốc gia di sản nổi bật nhất trong chính sách đối ngoại của tổng bí thư nguyễn phú trọng là khái niệm ngoại giao cây tre một trường phái ngoại giao độc đáo mà ông nỗ lực xây dựng cho việt nam lấy cảm hứng đặc tính của cây tre gốc vững thân chắc cành uyển chuyển tổng bí thư nguyễn phú trọng đã khắc họa nên bức tranh về ngoại giao việt nam mềm mại khôn khéo nhưng rất kiên cường quyết liệt linh hoạt sáng tạo nhưng rất bản lĩnh kiên định can trường trước mọi thử thách khó khăn, kiên quyết kiên trì bảo vệ lợi ích quốc gia. Năm 2023, ông cho xuất bản cuốn sách về ngoại giao cây tre, góp phần củng cố và đưa khái niệm này trở thành yếu tố cốt lõi trong diễn ngôn chính sách đối ngoại của Việt Nam. Ngoại giao cây tre đã trở thành một thuật ngữ phổ biến, được các nhà hoạch định chính sách cũng như giới học giả trong và ngoài nước sử dụng rộng rãi khi nói về chính sách đối ngoại của Việt Nam trong những năm gần đây ngoại giao cây tre đã trở thành kim chỉ nam cho chiến lược cân bằng quan hệ với các cường quốc của việt nam trong nhiệm kỳ thứ ba của tổng bí thư nguyễn phú trọng việt nam thiết lập đối tác chiến lược toàn diện với mỹ và ba đồng minh của mỹ là australia nhật bản và hàn quốc song song việt nam cũng chú trọng củng cố mối quan hệ với các đối tác truyền thống khẳng định vị thế trung lập của mình sau khi nâng cấp quan hệ với mỹ tổng bí thư nguyễn phú trọng đã mời ông Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam và hai bên đã ra tuyên bố xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai. Đặc biệt, chỉ một tháng trước khi từ trần, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hà Nội, bất chấp nguy cơ làm phật lòng các đối tác phương Tây. Trong các cuộc gặp gỡ với ông Tập Cận Bình và ông Putin, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nhấn mạnh nguyên tắc 4-0 nhằm chấn an hai nhà lãnh đạo rằng Việt Nam sẽ không liên minh với bất kỳ cường quốc nào để chống lại nước khác. Mặc dù là một nhà tư tưởng được đào tạo tại Liên Xô, dấu ấn đối ngoại của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện qua ngoại giao cây tre của Việt Nam mang tính linh hoạt và thực tiễn hơn là cứng nhắc về mặt ý thức hệ. Do đó, ông không chỉ kế thừa mà còn nâng tầm chính sách đối ngoại dựa trên lợi ích quốc gia của Việt Nam trong thời kỳ hậu đổi mới. Điều này được phản ánh rõ nét qua tầm ảnh hưởng của cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc định hình quan hệ của Việt Nam với các nước lớn. Chiến lược đa dạng hóa toàn diện quan hệ với các cường quốc đã mở ra cơ hội cho Việt Nam thu hút nguồn lực bên ngoài để phục vụ cho lợi ích kinh tế và an ninh. Tuy nhiên, trong bối cảnh địa chính trị ngày càng phân cực và căng thẳng hiện nay, tính khả thi lâu dài của cách tiếp cận này đang bị đặt dấu hỏi. Quan hệ hữu nghị lâu đời của Việt Nam với Nga Vốn rất quan trọng cho việc cung cấp vũ khí và hỗ trợ ở Biển Đông đang bị thách thức bởi sự gắn kết chiến lược ngày càng sâu sắc giữa Nga và Trung Quốc cũng như những tác động từ cuộc xung đột ở Ukraina. Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục có những động thái thách thức chủ quyền và quyền lợi trên biển. Chỉ một ngày trước khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, Trung Quốc đã phản đối mạnh mẽ động thái đệ trình yêu sách mới cho thềm lục địa mở rộng Biển Đông của Việt Nam. Do đó, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp theo sẽ không chỉ cần duy trì di sản chính sách đối ngoại của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mà còn phải phát triển tầm nhìn chiến lược dài hạn cho Việt Nam để ứng phó hiệu quả với những biến động địa chính trị ngày càng phức tạp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxify. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.